Xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Du lịch và Khám phá. Mình trở lại viếng thăm phố Ông Đồ tại nhà văn hóa thanh niên vào buổi chiều ngày cuối tháng 1, 30 tháng 1 năm 2024. Xem trong ngày thường thì phố Ông Đồ có đông du khách không. Thực sự thì trong ngày thường phố Ông Đồ cũng rất đầy đủ đông đúc các du khách nha các bạn. Du khách đến từ nước ngoài, rồi các bạn trẻ đến từ các tỉnh miền Tây và các đoàn du lịch đến từ miền Bắc, miền Trung đến tham quan và viếng thăm phố Ông Đồ, chụp ảnh, check-in. Các cô thiếu nữ mặc áo dài, mang theo áo dài lên trang điểm, chụp ảnh nha các bạn. Rất là đẹp và rất là vui. Vào buổi chiều thứ tư ngày ngày 30 tháng 1 năm 2024. Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tôi yêu, lễ hội Việt Tết Giáp Thìn năm 2024 sẽ được khai mạc từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2, nhằm ngày 14 tháng Chạp đến mùng năm Tết, với nhiều hoạt động đặc sắc như ở phố Ông Đồ, các không gian nghệ thuật sắp đặt, các hoạt động tình nguyện cộng đồng. Xuyên suốt chương trình lễ hội là chuỗi hoạt động nghệ thuật Xuân Yêu Thương, Xuân Vạn Phúc, kết hợp với các hoạt động giao lưu mua sắm và giải trí. Chúng ta thấy đa số là các bạn nữ đến chụp ảnh check-in nha các bạn ha. Các bạn nữ trong đồng phục áo dài đến chụp ảnh check-in. Có bạn này thì mặc áo dài theo phong cách ngày xưa, áo dài với những chấm bi màu. Mình đi qua đây bên phải là một bức tranh thư pháp trang trí vách của Ông Đồ đối xứng với nhau rất là đẹp. Phúc lộc thọ, một chữ phúc ở giữa nha các bạn. Các bạn thấy là một gia đình chắc cũng từ một miền khác của đất nước tới viếng thăm phố Ông Đồ, người cha ẵm đứa bé và người vợ đi theo sau. Đây là cái menu thức uống tại phố Ông Đồ. Rồi mình đi ra ngoài các bạn ha. Các bạn thấy là các cầm mai vàng, chữ khiêm, khiêm tốn ở giữa cầm mai vàng trang trí rất là đẹp. Đây là các sạp của các Ông Đồ. Các bà đồ cũng ngồi viết nha các bạn. Đây là một cô cũng bận áo sườn xám tới chụp ảnh. Một chữ khiêm rất là đẹp. Các cô chú anh chị và các bạn khi ra phố Ông Đồ thì mình thích thư pháp ra, mình có thể mua hộ các Ông Đồ. Đây là một Ông Đồ đang ngồi viết một liễn thư pháp chữ nhẫn Tết. Một cành mai rất là đẹp với nhiều bông mai. Các thiếu nữ trong tạo dài thức tha thường thì bận trang phục màu hồng hoặc là màu đỏ. Có một Ông Đồ bận trang phục màu đen. Chúng ta thấy đường Nguyễn Thị Minh Khai là đường Hồng Thập Tự ngày xưa, rất là vắng xe, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là giờ cao điểm cũng rất là đông xe. Tại hôm nay là ngày tối chiều thứ tư nên giờ tăng tầm cũng rất là đông xe nha các bạn, cô chú anh chị. Cũng
vắng du khách tới viếng thăm. Mình đi tiếp vào bên trong khu vực này. Đường Nguyễn Thị Minh Khai là đường Hồng Thập Tự ngày xưa, các gian hàng của ông đồ được trang trí bằng các mái ngói rất là dễ thương. Đây là một thiếu nữ trong tà áo dài màu cam các bạn, và cầm cây quạt, phong cách rất là ngày xưa, rất là cổ điển. Đây là một gian hàng rất là trưng bày theo phong cách cổ điển ngày xưa ở ấp gỗ, xung quanh rất là đặc sắc. Chúng ta đi tiếp nha các bạn. Đây là một cái gian hàng làm rất là công phu, hình một chú rồng linh vật của năm Giáp Thìn 2024. Còn đây là tiệc thư pháp trà đạo, nghệ nhân đang pha trà. Đây một chú rồng, không biết làm chất liệu gì nhưng mà trang trí rất là đẹp. Từ buổi sinh khai buổi chiều là nhộn nhịp. Bên đối diện thì cũng có các shop, các cửa hàng tiện lợi. Chúng ta thấy đây là các loại tranh thủy mặc tùng, cúc, cúc mai. Tranh thủy mặc thường kết hợp với loại tranh thư pháp. Môn đồ đang soạn câu viết. Còn đây là gian hàng bán gấm sứ nha các bạn. Gốm sứ các cô chú anh chị và các bạn có thể dừng chân dùng lại, ủng hộ gốm sứ cho các bạn trẻ tại phố Ông Đồ. Mình rất thích cái thiết kế là một cái xào để treo các điển thư pháp, là ở trên có cái máy nối truyền thống cổ điển các bạn ha. Mình đi vào trong, đây là cái gian hàng. Phía trong khu vực này là khu vực bán quần áo, cái gian hàng bán quần áo. Đây cũng có gian hàng cho các bạn nữ, áo nữ là đa số là áo nữ là chủ yếu. Mình cũng sẽ làm một clip trở lại phố Ông Đồ vào dịp tối nha các bạn. Mình về buổi tối xem buổi tối đèn, ánh đèn đẹp thế nào. Các bạn thấy là đông đảo các cô, các bạn nữ tới chụp ảnh tại khu vực nhà Quán Điên, Lễ Hội Thất Việt, trong tà áo dài tha. Ở đây cũng trưng bày các chậu cúc mâm xôi, rồi những bó rơm, bó phộng cảnh trong thôn làng quê ngày xưa. Có một bạn nữ đang tạo dáng tại một khu vực để cho một bạn nam chụp hình, rất là đẹp. Đông đảo các thợ nhiếp ảnh, các cô chú lớn tuổi tới tranh thủ mình kiếm bài bức ảnh, kiếm tiền xe Tết. Rồi mình tiến sâu bên trong nha các bạn. Khu vực này đang trưng bày triển lãm một cái gian hàng của công ty nước ngọt Pepsi, Mirinda.
phố mở lòng với Mirinda nha các bạn. Thì Mirinda là nhãn hiệu thuộc sở hữu của công ty Pepsi, với số thương hiệu khác như Pepsi, 7up. Thì Mirinda có Mirinda cam, là Mirinda xá xị, Mirinda chanh, thì mình cũng hay dùng Mirinda xá xị. Các bạn thấy là ở đây là đầy đủ các gian hàng bán, đây là những gian hàng bán kẹp tóc à. Các bạn nữ trong bộ dài rất là thướt tha. Mình đi vòng vòng khu này, mình ngắm một cái các bạn ha, rồi xong mình tiếp tục mình vào bên trong. Ở đây trang trí là cầm mai ở phía giữa, mình nhìn thấy mai là mình thấy tết rồi các bạn, màu đỏ màu vàng. Màu vàng thì tượng trưng cho sự giàu có, màu đỏ là sự tượng trưng cho may mắn. Ai tới tết ai cũng đỏ, mình đỏ mà. Đây cái gian hàng đồng phục nam nữ đều có, và đa số là đồng phục của các bạn nữ. Các ri băng treo ở trên đường mình đi nhìn rất là đẹp. Xinh xắn. Đây là các cành quất, rồi cành đào đông nha các bạn, đào đông trang trí với các quạt, nhìn rất là sinh động và không khí tết tràn về. Đây khu vực tàu hủ Sài Gòn, nhà hàng bán tàu hủ. Đây là khu vực bán đồ ăn uống các bạn ha, các bạn cô chú anh chị và các bạn khi tới phố Ông Đồ, nhà bên đi có thể dùng ăn uống bên đây, hoặc là ở bên phải mình cũng có khu vực ăn uống. Thì mình sẽ trở lại khu vực nhà bên đi quay vào buổi tối để cho thấy không khí khi tối lên đèn thì cái ánh đèn nó đẹp như thế nào. Đây là gian hàng khu vực và chụp ảnh check-in thôi các bạn ha. Ở giữa là có tấm màn màu đỏ, rồi xung quanh là một cái bàn hay là chiếc ghế phong cách cổ ngày xưa, rồi các bạn trẻ đứng và ngồi chụp hình. Chúng ta lại quay lại gian hàng quần áo và chúng ta sẽ tiếp tục vào bên trong. Bạn nam đang thử áo khoác. Lồng đèn treo đỏ rực. Mình sẽ quay vào buổi tối sẽ thấy cảnh lồng đèn lên đèn. Phía chính giữa các bạn thấy đó là sân khấu hội trường của nhà văn niên, nơi diễn ra các cuộc họp, các hội thảo.
Rồi mình tiến vào trong nha các bạn, tiến vào trong ở khu vực ở giữa nhà thanh niên có gì đặc sắc. Đây là lối cầu thang lên các phòng học chuyên đề ở bên trên nhà thanh niên. Đây là các gian hàng bán các đồ lưu niệm. Đây các bạn đang có thích sưu tầm các nhân vật trong truyện tranh thì mình có thể ghé đây mình mua với các bạn ha. Đủ nhân vật hoạt hình truyện tranh Sun Goku rất là đẹp. Còn đây là gian hàng bán bóp các vật phẩm của công viên nghệ. Còn đây là gian hàng bán các túi sách cũng đang lên bằng tay các bạn, rất là công phu. Rồi các bông tai, các chuyền, những túi sách, những cái bóp cho các bạn nữ, đủ kiểu các bạn ha, đủ kiểu rất là đẹp. Túi sách thiêu đang len. Mình tiến vào trong đi các bạn, ở trong cũng là bên trái là cái hàng gốm sứ, gốm sứ Bát Tràng. Bên trái chúng ta là khu vực triển lãm các tranh thư pháp, bức tranh viết là rất là đẹp. Có bức tranh vẽ linh vật năm nay là chú rồng nha các bạn, 2024 Tết xuân, Tết thịnh vượng, Tết bình an, Tết sẻ chia, Tết sum vầy, các câu thư pháp và có ý nghĩa. Khu vực này là khu vực các bạn trẻ còn nghỉ nhưng cũng được trang trí rất là đẹp. Có các bách bằng gỗ, trang trí lồi lõm, ánh đèn hắt ra sẽ sinh động và đẹp lắm các bạn. Đây là một cái bàn mà các cô phải ngồi chụp hình check-in. Rồi mình ra phía bên phải sân không, bên phải của nhà bánh đi, mình xem coi có gì. Ta thấy bên phải chúng ta là một mái nhà cổ xưa theo kiểu nông thôn, miền nông thôn các bạn. Đó, bằng gỗ. Mà ngày xưa thì ai mà sở hữu nhà gỗ là cũng là một người rất là giàu trong khu vực đó. Bên đây là khu vực bán đồ lưu niệm, cũng trang trí rất là dễ thương. Các ngôi nhà là bằng rơm các bạn ha, và cái chiếu cùng những cái vật phẩm mà rất là thô bọc ngày xưa. Đây là những khu vực mà trang trí những cái đồ lưu niệm là bằng nghệ thuật xếp giấy các bạn, cho chú rồng, các ông thần tài, ông địa. Cái chú heo các bạn rất là dễ thương và rất là bắt mắt. Rồi mình là tiến vào trong nha chú anh chị và các bạn. Đây là có các bạn trẻ đang đứng chụp hình trong tà áo dài truyền thống ngày xưa.
của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 7 ngày liên tục, từ ngày thứ năm 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày thứ tư 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch nhằm ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Hiện tại thì các địa phương cũng đã thông báo lịch nghỉ Tết Giáp Thìn đối với các học sinh, sinh viên. Trong đó Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết sớm hơn một ngày so với lịch nghỉ của người lao động. Học sinh ở Hà Nội được nghỉ Tết từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2. Liên tục 8 ngày từ 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo khung kế hoạch năm học 2023-2024, trẻ mầm non và học sinh phổ thông cũng được nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 2 năm 2024, liên tục 14 ngày từ 26 tháng Chạp năm Quý Mão tới mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Năm nay thì các bạn trẻ cũng được nghỉ Tết rất là nhiều, cho nên cũng nhiều bạn trẻ cũng đã bố trí đi du lịch tại các địa phương của đất nước hoặc là các nước xung quanh chúng ta như Thái Lan, Singapore. Các bạn trẻ trong bộ áo dài rất là thức tha, màu vàng, màu hồng rất là đẹp. Bên phải là những cái cột trang trí màu đỏ, màu đỏ tượng trưng cho thấy Tết về. Ngôi nhà truyền thống ngày xưa của vùng nông thôn. Chúng ta thấy các sạp bán đồ lưu niệm đã lên đèn, cũng rất là sinh động và đẹp. Đây là gian hàng các nghệ nhân trưng bày nghệ thuật tò he. Tò he là đồ chơi dân gian thuần chất không quê, đã đi vào đời sống tinh thần của biết bao thế hệ người dân đất Việt. Từ bàn tay khéo léo và tâm huyết, những người nặng tò he đã biến thứ bột nặng vô tri vô giác thành những sản phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo và đa sắc màu. Nguyên liệu làm tò he là gạo nếp, gạo tẻ, đem trộn đều ngâm nước, sau đó đem xay hoặc giã thành bột. Gạo nếp thì dễ làm và chất lượng sản phẩm tốt hơn. Bột thành phẩm được nhào kỹ đến khi không dính tay rồi nắn thành những nắm nhỏ đem luộc chín. Chúng ta thấy ở giữa là sân khấu chính và có đang trình diễn thời trang. Là rất đông các khán giả tới tập trung và xem trình diễn thời trang. Mình đi tiếp nha các bạn. Đây là những khu góp được trồng lên và một cành mai ở giữa giống phong quê ngày xưa ở các miền. Buổi tối lên ánh đèn rất là đẹp các bạn ạ. Nghệ nhân tặng và
đẹp và rất là cẩn thận, tỉ mỉ. Năm nay chủ đề trang trí ở nhà anh đi là hôn quê các bạn ha, thấy cái vật liệu giản dị từ miền quê thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tôi yêu, và các vật liệu lấy từ hôn quê ở các bình xứ rồi những thanh gỗ trang trí decor rất là mộc mạc, đậm chất hôn quê của Việt Nam. Khu vực này là khu vực ăn uống nha các cô chú anh chị và các bạn, mình có thể nghỉ chân dùng ly cà phê, ly nước, ly trà, bán sushi nè, thì có bán đầy đủ các món ăn. Thì vô mình xem có bán gì ta, đây bán trà, trà sữa, đây là các xiên que. Phá lấu, và hàng phá lấu, có bánh mì. Lẩu ly tâm sum món Thái nha các cô chú anh chị các bạn. Lẩu ly tâm sum 15k tới 35k. Giá cũng rất là bình dân. Và niêm yết giá rõ ràng, mình không sợ bị chém. Rồi mình đi ra ngoài nha, cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta là sân khấu ca nhạc, phong cách và cuộc sống đang trình bày thời trang, có ghế ngồi cho các cô chú anh chị, các bạn ngồi kỹ và mình xem. Bạn trẻ đứng chụp hình, các nhiêu anh gia ở đây cũng rất là đông, mình có thể chụp hình mình lấy ảnh liền luôn các chú chị và các bạn. Rồi mình tiến lên trên khu vực chính giữa, bố trí các cành mai sân khấu chính giữa, bố trí rất là thông quê, rất là mộc mạc và dễ thương, tối ánh đèn lên cũng rất là đẹp. Chúng ta thấy những cái hộp gỗ pallet được chồng lên nhau và đặt ánh đèn phía dưới, phía giữa là chú rồng linh vật của năm Giáp Thìn 2024, chú rồng màu đỏ nhấn rất là đẹp, xen kẽ màu vàng và màu đỏ tương phản với nhau. Đây là một cái cành mai mà được và cành mai thì đặt trong chậu bằng gỗ pallet và có các sọt mặt cá ở trang trí bên ngoài rất là đẹp. Đây là linh vật của năm Giáp Thìn 2024, một chú rồng vươn lên. Mọi người cũng tranh thủ chụp ảnh phía giữa này, sân khấu phía giữa này, chú rồng vươn lên. Đáng lẽ là đầu chú rồng phải vươn lên cao, nhưng mà để cho mọi người chụp ảnh thì các nghệ nhân đã sắp xếp hình chú rồng đầu cúi xuống dưới để mình có thể mình chụp ảnh được hay các bạn. Chứ nếu mà vươn lên cao thì sẽ không thấy gương mặt của chú rồng.
ánh đèn buổi tối rất là đẹp tại khu vực sân khấu bên đây. Chúng ta thấy là trang trí bằng các củi củi ngày xưa ở miền thôn quê, một liều rất là mộc mạc và đẹp. Ta ngó qua cái gian hàng lại nha các bạn. Đó, cái gian hàng bán đồ lưu niệm. Các bạn nào thích những cái vật phẩm này mình có thể ghé hộ cho các bạn trẻ. Thì chương trình viếng thăm nhà văn Hoàng Niên vào buổi chiều cuối tháng 1 năm 2024 và buổi tháng 1 năm 2024 đây là tạm dừng. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại lần sau, mình sẽ bên buổi tối. Cảm ơn các cô chú anh chị các bạn ha.